cách để chúng ta làm một cái video dễ viral và tỷ lệ chuyển đổi cao. Thì các bạn để ý trên thị trường TikTok hiện tại bây giờ ấy, thì sẽ có ba cái loại nội dung chính. Nhất là dạng video về giải trí. Thì thông thường cái dạng video về giải trí, cái view rất là cao, nhưng mà tuy nhiên thì cái tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng không cao. Và một cái loại video tiếp theo đó chính là loại video về review. Vậy thì loại video về review thì cái tỷ lệ chuyển đổi cao, nhưng mà tuy nhiên thì là cái lượt view nó thấp. Chính vì vậy cái khả năng mà chúng ta chốt được nhiều đơn hàng nó cũng không được cao. Và cái cách thứ ba này mình đề xuất với các bạn, đó chính là các bạn sẽ sử dụng cái loại video kết hợp giữa giải trí và bán hàng, thì sẽ nâng cao được cái tỷ lệ ra đơn hàng. Và khi mà cái video của mình nó được viral, nó được nhiều người biết đến rồi, thì cái khả năng mà chuyển đổi thành đơn hàng nó sẽ cao hơn các bạn nhé.